ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់វីដេអូបង្រៀនរបស់ Max Learning បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពី noun phrase ដែលយើងបកប្រែជាភាសាខ្មែរថាកន្សោមនាមបាទវីដេអូមុនៗគឺយើងដឹងហើយថានាមគឺជាអ្វីអញ្ចឹងវីដេអូនេះយើងនិយាយពីកន្សោមនាមវិញតើតើកន្សោមនាមវាគឺជាអ្វីហើយវាមានរូបរាងយ៉ាងដូចម្តេចវាខុសពីនាមត្រង់ចំណុចណាខ្លះបាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងតាមដានទាំងអស់គ្នា So what are noun phrases? Ta can sound name nó cứ chia vậy. The phrases contain a noun or pronoun. Đây giờ hai modifiers. Chẳng clear na để mean name hay mean modifier cứ cái hai vị trí noun phrase hay chỉ cần sound name này. Chẳng name hay modifiers nó dạng đôi mình đấy thì tiện dùng tất đó này. Hay noun phrase cứ dùng prá đầm bấy make noun more specific. Bà thòm đá nó bây giờ dùng dạy thà name. Cứ name nó vì tu tới. Bạn ta bởi dùng dạy thà cần sound name. Chẳng name nó cứ vì cánh tá chạy lẹ tay mà đồ. Không nên dùng miền ưu tì hồ. That black car is expensive. Chẳng that black car này kia hai vị trí noun phrase chỉ cần sau niềm. Chẳng bởi dương ở đạn that black thế car mình này thân niềm tu tới land is expensive. Land thay. Bởi tay bởi dương đạn that black car land bỏ khả mạng mùi nâng cư viết thay. Chẳng khơi viết chạy lẹ chiến. Tiếp bí, I love that young girl. Nhóm sở lãnh nề ri khmênh mà nè nồng. Chẳng nhưng khơi nháy thà noun phrase ai nơi múc đa tua chỉ subject của bạn ai nơi cáo đa tua chỉ object của bạn chẳng ti tăng function tua này ti là bỏ viết cứ đôi niềm chẳng chẳng dương mưa slide mình toàn tiết như là đang thả tớ noun phrase sẽ bị cao trên pi a kia khỏi bạn là nếu dương miên determiner adjective noun as modifier bộ head bà head này nếu miên là niềm cô niềm là miên nây mòn đó bê bà sân như dương phở niêm nâng dương bộ determiner rưu mươi có adjective rưu mươi có noun as modifier dương bằng các bạn chia noun phrase anh nâng cái hai noun phrase này nóng nếu dương miền ưu tiêu hóa bà sân như dương dây tập bass miền đây thay anh nâng với chữ niêm dương đăng ai bass lan krong niêm phần tay bà dương đặt a bass dương krong đặt thay mà a chia determiner chia article chẳng a bass nâng cái hai chia noun phrase bà đây chẳng dương bà chăm bạch bịa nâng out of way nhưng mà hai noun phrase này ao ta miên modifier a chỉ determiner buộc niêm cô nấy kêu dương ai hai noun phrase rồi mới gọi dương ai buộc a green bus dương miên determiner hay dương miên adjective tiết anh nấy có noun phrase này chẳng niêm nấy việc căn tá chạy lẹ chuyên môn này a bus lan krong mùi đó bị a green bus tới chỉ lan krong po bày to mùi đó bị mùi tiết a green school bus chứ nhưng miền determiner phong nhưng miền adjective phong nhưng miền noun as modifier phong chẳng biết phơi ở niềm nâng căn tại chẹt lẹ chuyên môn tiệt đây a green school bus miền này tha lan krong robosa po bày tỏ chẳng ní hai cứ chia hai po đại dương trời chết noun phrase nơi bây giờ dương trong ở phơi ở niềm nam môi chẹt lẹ cứ dương thở phơi noun phrase này dương ở đại phơi niềm tu tây bàn hồ đề bạn chẳng lấy slide này dương vậy bị ti tăng rồi bỏ noun phrase mình chẳng again noun phrase việc cao trên vì noun nhưng bộ modifier hay modifier nó người ai nơi bị mục niệm đưa mũi còn ai nơi bị cao niệm còn nếu như miền tả áng nơi bị mục niệm nơi bị cao niệm chẳng dương mưa ở tầng ngõ khay đang sừng khay mình chẳng dương mưa tầng ngõ khay đang sừng khay sừng khay nơi bị mục niệm nhưng ai para determiner miền đôi chỉ and the ảnh nhân hiện rồi hãy nơi video muốn muốn possessive noun ưu tiêu hoa vì cars, car, bộp has, roses chắc là nó có chìa noun phrase này possessive adjective, our house có chìa noun phrase này rồi có adjective, black, small, huge anh nó bây giờ dùng pra adjective mùi noun có cái hai viên noun phrase được nè mùi tiết cư participle a standing man, a well-trained dog anh nó có chìa noun phrase này bà rí ai after modifier quýnh cứ dùng miên đôi chìa prepositional phrases ưu tiêu hoa on the street behind the door bà nhưng mà ưu tiêu hoa mới I met a girl on the street ok nhưng chụm này rìm này on the street chẳng girl on the street nâng cứ chia noun phrase đại dương miên modifier nơi bị khảo với mình đặc biệt mùi tiết adjective clauses a car that is green chẳng tầng ọt nâng cứ chia noun phrase được nế chẳng modifier với cứ nơi bị khảo này that is green alright mùi tiết cứ participle phrases the man standing there chẳng là standing there này có chia modifier đấy chẳng viên nơi bị khói noun chẳng hãy tưởng on nó có chia noun phrase được nè mùi tiết trong cối cứ infinitive adopt to train chẳng là adopt to train này tưởng on nó có
có chia noun phrase được kia. Chắc là đi việc còn tay chia sầm khép tế bởi dương trong đang gọi si chùm râu tha participle phrase nâng ấy kia, infinitive phrases nâng ấy kia. Nâng to tại dương thưa ca sạc xa bằng thay tiện. Chẳng lại những khoảng thật đăng thay noun phrase cả trên phía noun book modifier hay modifier nâng ai nơi bị múc ai nơi bị khảo ý niệm. Chẳng nơi nông slide này dừng dạy bị functions in the sentence và dừng dạy bị tuôn nơi tì bình. Noun phrase can be a subject, a direct object and an object of preposition. Chẳng noun phrase ai đa tuôn chỉ subject chỉ protein, chỉ direct object chỉ cam bọc bọc tố. Rưu mùi có object of preposition chỉ cam bọc 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 preposition. Chẳng tuôn nơi tì nâng mấy dừng mưu thị hò tình ọc này. That man, chẳng that man này chỉ noun phrase hay nơi tì ní và tuôn chỉ subject. Playing under the rain makes me sick. Chắc là playing under the rain nó có chia noun phrase này hay vì đa tôi chia subject được nè. Chắc là đặc biệt nơi bị một verb anh ấy vì đa tôi chia subject này anh ấy nhận đăng ấy. Tiếp đi, she is watching the TV. Chắc the TV này chia noun phrase đại vì đa tôi chia direct object. She is watching. Còn mơ ấy cái mơ TV, the TV. Okay. I love that orange car. Chẳng that orange car là tôi chỉ direct object được nè. Chẳng ở đây đại play chẳng vui dưới nó có hai chỉ là call objects of a preposition. They sit on the bench. Hãy đây mình dùng thay vì chỉ object of preposition. Đó là noun phrase bao dưới nó cứ the bench. The bench này viên nơi bị khao về preposition on. Chẳng hãy mình dùng thay vì chỉ object of preposition. Đọc bây giờ tí biết được nè. She lives in that yellow house. Chẳng in nó chỉ preposition, chẳng role name đại nơi bị khao preposition nâng kê hai vị chỉ object of preposition. Bằng chẳng sử dụng một vấn noun phrase cứ việc cao trình bị name book modifier. Mình tham modifier nâng chỉ mập bia được gọi PPA out the main name hay main modifier cứ kê hai vị chỉ noun phrase hay. Chẳng là nó nhìn thấy chăm, mình chăm bạch to tần name nó người quen mình nhìn hai phrase đi. Bằng mùi tiết, dương pra noun phrase là sao dương chong thua ở name nâng việc cảnh tài cho bác lúc cảnh tài trịa lẹ. How to nơi tì được bỏ noun phrase nâng add down to chỉ subject, object hay nâng object of preposition. Chắc là nâng cứ chỉ ở vầy đại diện thời tròn chấm nơi bây là những sắc xa bị noun phrase. Chắc xin xin không thay nên nâng ọc nha nâng vô cảnh tài cho bác bị noun phrase hay dương add pra noun phrases nâng ở bàn trầm trời tới tam cả lại tới xa. Hay có xong ọc cún rô ca tam bàn video này bị đàm là hộ đổi chóc dương nâng chụp nha nơi video cao tiệt và xong ọc cún.